Sáng nay ngày 20 tháng 8, cuộc giao lưu mang tên Khát vọng chinh phục đỉnh cao giữa xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và 100 thủ khoa xuất sắc đến từ các trường đại học, học viện đã được tổ chức tại Hà Nội. Xạ thủ giành huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam tại đấu trường Olympic đã có những chia sẻ về những ngày tháng khổ luyện cùng với những khát vọng chiến thắng. Nó sẽ là động lực thắp lửa cho những thế hệ trẻ nỗ lực vượt qua thử thách để vươn tới thành công. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với anh ngay sau buổi giao lưu vào sáng hôm nay. Một lần nữa xin chúc mừng anh Xuân Vinh đã đạt được huy chương vàng Olympic lịch sử đầu tiên của thể thao Việt Nam. Anh từng chia sẻ rằng là anh thất bại rất nhiều lần trong các đấu trường, mà thất bại đấy chỉ trong gang tấc thôi. Những cái lúc như thế thì anh suy nghĩ như thế nào không ạ? Ở trong các cái trận đấu thì có thể nói rằng đấy là sự nối tiếp. Nhưng tôi quan niệm đó là một cái tai nạn nhỏ để có thể là tạo một cái động lực cho mình vượt qua. Đồng thời tôi cũng được sự quan tâm cũng như là giúp đỡ của các đồng nghiệp và nhất là những người thầy của tôi đã giúp tôi vượt qua cái khó khăn đấy. Thi đấu liên tục dài ngày như vậy thì thời gian nào anh dành cho gia đình, cho vợ con anh ạ? Tôi thì thật sự là tôi đã có một cái hậu phương rất là vững chắc, và đó là cái người vợ của tôi là luôn luôn chia sẻ và lắng nghe cái ý kiến cũng như là cái nguyện vọng và cái ước mơ đấy, thì tôi cũng phải nói là rất là yên tâm và cảm ơn khi mà có người phụ nữ bên cạnh mình và cái người bạn đời mình đã chia sẻ cái niềm vui cũng như là những cái lúc mà mình đã thất bại. Anh có thể cho khán giả truyền hình được biết là cái dự định trong tương lai gần của anh được không? Tôi vẫn cố gắng tiếp tục cái sự nghiệp thi đấu và đồng thời là cũng có thể là đem lại một cái truyền lại cho các thế hệ trẻ để ngày càng các thế hệ trẻ có thể trong tương lai chúng ta có những nhiều nhà vô địch Olympic, và tôi muốn là cái phổ cập của bắn súng cũng như là từ trong cái nhà trường thì chúng ta đã có những cái mô hình và phát triển cái nội dung bắn súng nói riêng và thể thao nói chung. Tôi có một điều là muốn nói với các bạn trẻ rằng là các bạn hãy ước mơ và đừng bao giờ từ bỏ cái ước mơ của mình, cho dù các bạn phải gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Có thể là thành công đến với bạn hơi muộn, nhưng nếu các bạn từ bỏ ý định đó thì các bạn sẽ thành công được trong cái sự nghiệp. Xin cảm ơn cuộc trò chuyện vừa rồi của anh Hoàng Xuân Vinh.